Câu chuyện kỳ lạ có thể bạn chưa biết. Nhìn vào bức ảnh này, bạn có thấy người đàn ông trông rất khỏe mạnh không? Đúng vậy, ông ấy đang rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, ông ấy đã không ăn uống gì trong vòng 68 năm mà cơ thể vẫn khỏe mạnh thì hoàn toàn kỳ lạ. Tại miền Tây Ấn Độ có một người đàn ông tên là Paradet Jani. Người đàn ông này tuyên bố rằng mình không ăn gì suốt 68 năm, đồng thời cũng không đi tiểu hay đại tiện gì nhưng vẫn có thể sống. Ông nói rằng ông đã được một nữ thần ban phước cho ông khả năng không còn ăn uống gì mà vẫn có thể sống. Trong một lần đi bệnh viện, các bác sĩ đã theo dõi ông suốt 2 tuần và ông thực sự không ăn uống bất cứ thứ gì. Các bác sĩ đã nghiên cứu và cho biết rằng mặc dù ông không hề ăn uống nhưng nước tiểu vẫn được hình thành, sau đó liền bị vách bàng quang hấp thu trở lại. Xét về mặt khoa học, đây vẫn là một hiện tượng kỳ lạ chưa thể lý giải được. Theo bạn, ông ấy có thực sự đang sở hữu khả năng đặc biệt không? Hãy comment ngay nhé. Câu chuyện kỳ lạ có thể bạn chưa biết. Một người đàn ông 44 tuổi tên là Jason Pazet, vốn là nhân viên của một cửa hàng nội thất và cả đời chưa từng nghiên cứu về toán học. Thế rồi, vào năm 2002, ông đã bị đánh hội đồng để bất tỉnh bởi một nhóm du côn. Sau khi tỉnh lại, ông ấy bất ngờ trở thành một thiên tài toán học. Bộ não bị chấn thương đã giúp ông có khả năng tiếp thu các lý thuyết toán học và vật lý cực kỳ nhanh chóng. Đổi lại, ông bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế và trầm cảm. Ông ngộ nhận mình thường là phụ nữ. Nếu là bạn, bạn có muốn một lần thử bị đánh và trở thành thiên tài bất ngờ như thế này không? Comment ngay nhé. Sự thật kỳ thú có thể bạn chưa biết. Mới đây, người nông dân tên Scott đã mang quả bí ngô khổng lồ của mà mình trồng được tại trang trại bí ngô lớn tại New York của Mỹ để kiểm tra cân nặng chính xác. Ban đầu, Scott chỉ hy vọng phá kỷ lục của bang New York. Sau đó, anh vô cùng bất ngờ khi mọi thông báo quả bí ngô của anh đã phá kỷ lục quốc gia về quả bí ngô có khối lượng lớn nhất. Kết quả cho thấy quả bí ngô của anh nặng tới 1.158 kg. Được biết, quả bí ngô khổng lồ đầu tiên xuất hiện tại Mỹ trong lễ hội mùa thu năm 1996 với cân nặng 453 kg. Kỷ lục thế giới hạng mục này thuộc về Stefano ở Italy với quả bí ngô nặng 1.225 kg, thu hoạch vào năm 2021. Nếu bây giờ bạn sở hữu quả bí ngô nặng trên này thì bạn sẽ làm gì với nó? Hãy comment ngay nhé. Loài động vật kỳ lạ có thể bạn chưa biết. Wingfaria madillo được biết đến với nhiều cái tên như tê tê cổ tích, tên hồng có mai. Chúng là một trong những loài động vật nhỏ nhất trong bộ thú có mai được tìm thấy ở Argentina, dài khoảng từ 9 đến 12 cm và vỏ lưng linh hoạt gắn liền với cơ thể của chúng bằng một màng lưng mỏng. Chúng có thể sống tới 5 đến 10 năm, nhưng khi bị bắt từ môi trường tự nhiên thì chúng sẽ lăn ra chết chỉ trong vòng 1 đến 4 ngày. Loài vật này thường đi một mình, thức ăn chủ yếu của chúng là côn trùng, giun, ốc và các bộ phận khác nhau của cây. Do có họ có chuột chũi nên loài này cũng đào hang sống và tự vệ bằng cách cuộn mình lại. Chúng dùng các cạnh bén trên mai tấn công đối thủ. Nhưng loài vật này vẫn có nguy cơ tuyệt chủng do thay đổi thời tiết quá nhanh chóng khiến chúng khó thích nghi kịp thời. Bạn có thấy loài vật này đáng yêu không? Hãy comment ngay nhé. Sự thật kỳ lạ có thể bạn chưa biết. Loài chim bay nhanh nhất trong tự nhiên là chim cắt lớn. Chúng có thể bay với vận tốc lên tới 400 km/h. Loài chim săn mồi này có thể di cư 25.000 km trong hành trình khứ hồi. Chim cắt lớn cũng là loài chim toàn cầu, có mặt ở khắp mọi nơi trừ Nam Cực. Chim cắt lớn săn mồi từ trên cao, thường trong không trung. Khi tìm thấy mục tiêu, chúng lao xuống ở tốc độ cao, tấn công với móng vuốt cắp chặt để làm tê liệt và giết chết cùng mồi ngay lập tức. Trong quá trình nhào xuống, ước tính chim cắt đạt tốc độ lên tới 320 km/h. Điều này không chỉ biến chim cắt trở thành loài chim nhanh nhất thế giới mà còn là động vật nhanh nhất hành tinh. Thí nghiệm cho thấy chim cắt lớn thậm chí có thể đạt tốc độ lên tới 389 km/h theo kỷ lục thế giới Guinness. Các nhà khoa học ghi nhận khoảng 450 loài chim là con mồi của chúng ở Bắc Mỹ và số lượng chim thế giới lên tới 2.000 loài. Bạn có biết loài chim nào bay nhanh như chim cắt không? Hãy comment ngay nhé. Sự thật kỳ lạ có thể bạn chưa biết. Một chiếc áo tàng hình theo kiểu Harry Potter sẽ sớm có mặt trên thị trường. Theo tiết lộ từ nhóm nghiên cứu phối hợp giữa công ty Volabac và Đại học Manchester Anh, áo tàng hình này là một chiếc áo ngụy trang nhiệt. Nó không thể khiến bạn tàng hình trong ánh sáng ban ngày, nhưng trước mắt thần của camera cảm biến nhiệt hồng ngoại thì có thể tàng hình và nó có thể sẽ sử dụng trong chiến đấu. Đó là một chiếc áo khoác có thể lập trình bằng máy tính, giúp chúng ta tiến một bước gần hơn đến với việc chiếc áo tàng hình từ khoa học viễn tưởng thành hiện thực. Chiếc áo này được làm từ graphene. Graphene là dạng tấm phẳng mỏng bằng một lớp nguyên tử carbon liên kết tạo thành một dàn tinh thể hình tổ ong. Chiếc áo này hoạt động ra sao? Khi điện thế ép các ion dưới các lớp graphene và càng đẩy nhiều ion, bức xạ nhiệt được phát ra càng ít và nó trông càng lạnh, tức càng vô hình trước các thiết bị tầm nhiệt. Theo các nhà khoa học, phát minh này một lần nữa chứng minh sự thần kỳ của vật liệu graphene, không chỉ hứa hẹn cách mạng hóa công nghiệp cảm biến mà còn có thể dẫn đến những đột phá trong nghiên cứu vật lý lượng tử cơ bản. Bạn có muốn sở hữu một chiếc áo tàng hình như này không? Hãy comment ngay nhé. Bí ẩn loài vật tạo ra nguồn điện mạnh nhất thế giới. Dù khả năng phóng điện để xác định vị trí con mồi là điểm đặc biệt của quá trình điện, chúng sống ở Amazon với chiều dài đạt tới 2.4 m và nặng tới 23 kg. Với kích thước cơ thể lớn, dòng điện được phóng ra với hiệu điện thế có thể đạt tới 650V để tấn công con mồi. Phóng ra một dòng điện lớn như vậy, chúng lại không hề bị tổn thương. Tuy nhiên, khi bị kéo lên bờ, chúng lại có biểu hiện bị co giật,
Nhiều khả năng dòng điện của loài này không dễ dàng biến mất qua không khí, mà thay vào đó di chuyển qua lớp da ướt và gây sốc hơn. Trên thực tế, các nhà khoa học chưa thực sự tìm ra nguyên nhân tại sao quá trình điện không chịu ảnh hưởng trước chính dòng điện của chúng phóng đi. Nguồn điện tiêu dùng trong sinh hoạt với hiệu điện thế 220V được cảnh báo nguy hiểm. Vậy với hiệu điện thế 650V, bạn có tò mò hiện tượng gì sẽ xảy ra khi quá trình điện phóng điện không? Hãy comment ngay ý kiến của bạn nhé. Sự thật kỳ lạ về loài quái vật biển có thể bạn chưa biết. Các nhà sinh vật học tìm thấy một loài sao biển đuôi rắn cực kỳ kinh dị, chưa từng được biết đến, sống dưới vùng biển sâu ở Nam Thái Bình Dương. Sinh vật này có 8 cánh tay, mỗi phần dài 10cm và phủ đầy gai. Tuy nhiên, điều đó vẫn còn chưa đáng sợ bằng chiếc miệng kỳ quái với 8 bộ hàm và những chiếc răng cực kỳ sắc nhọn như là những mũi kim. Sao biển đuôi rắn sử dụng 8 cánh tay tỏa ra của nó để khéo léo trườn dưới đáy biển. Ngoài ra, nó cũng có thể đóng vai trò như một công cụ để bắt và hỗ trợ xé xác con mồi. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của các nhà sinh vật học dựa vào hóa thạch được tìm thấy ở biển sâu phía Nam Thái Bình Dương. Bạn thấy loài sinh vật này có đặc biệt hay không? Hãy comment ngay nhé. Những khả năng phi thường của động vật có thể bạn chưa biết. Tất cả hoa có khả năng bao quát tầm nhìn xung quanh đến 360 độ. Trong khi đó, phạm vi tầm nhìn của con người chỉ giới hạn trong khoảng 50 đến 60 độ theo chiều ngang và 50 đến 70 độ theo chiều dọc. Cấu tạo mắt của chúng thuộc hàng độc nhất vô nhị trong giới động vật. Đồng thời, một trong những điều làm nên tên tuổi của tất cả hoa là việc chúng có thể chuyển đổi dễ dàng giữa cơ chế nhìn bằng hai mắt hoặc từng mắt độc lập đơn lẻ. Điều này cho phép tất cả hoa nhìn thấy hai vật thể riêng biệt trong cùng một thời điểm bằng bất kỳ tư thế nào. Ví dụ, trước mắt nó là một con mồi và đằng sau nó là một con cây, thì nó đều có thể nhìn thấy cả hai, trong khi đầu vẫn hướng về phía trước. Bạn có muốn sử dụng khả năng đặc biệt này của tất cả hoa không? Hãy comment ngay nhé. Ba điều thú vị về chuồn chuồn mà bạn không biết. 1. Chuồn chuồn có thể đánh giá tốc độ và quỹ đạo của con mồi rồi điều chỉnh hướng bay của chúng và sau đó chặn đứng con mồi. Với kỹ năng điêu luyện này, các cuộc săn mồi của chuồn chuồn có tỷ lệ thành công lên tới 95%. 2. Chuồn chuồn có thể bay theo bất kỳ hướng nào, bao gồm cả bay ngang hay bay lùi, và thậm chí có thể bay lơ lửng ở một chỗ duy nhất trong vòng 1 phút hoặc lâu hơn. Khả năng tuyệt vời này là một trong những yếu tố tạo nên thành công của một kẻ sát thủ trên không. 3. Chuồn chuồn có tầm nhìn 360 độ và chỉ với một điểm mù đằng sau chúng thôi, và kích cỡ mắt của chúng cũng nắm giữ vị trí top đầu trong thế giới côn trùng. Bạn có biết điều gì thú vị về chuồn chuồn không? Comment ngay nhé. Bí ẩn loài ma cầu rồng cần được bảo vệ. Vượn cáo bay được xem là hiện thân của ma cầu rồng. Loài vượn này bay đơn ở trên bầu trời và chuyên hút máu người để sống. Tuy nhiên, đây chỉ là lời đồn đại vô căn cứ. Trên thực tế, loài này lại không biết bay. Chúng lượn và truyền dưới các cây, sống trên cây và hoạt động tích cực về đêm, ăn các loại thức ăn thực vật mềm như lá non, chồi, hoa và quả. Chúng được gọi là vượn cáo bay bởi chúng có bộ dạng hết sức quái dị. Người dân địa phương Malaysia gọi chúng là thứ lai tạp giữa khỉ và rơi, dù rằng hai này chẳng có mối liên kết gì với nhau, chỉ vì chúng mang thân hình của khỉ nhưng lại có cánh như loài rơi. Trong quan niệm của người dân địa phương Malaysia, loài vượn cáo bay mang lại điểm xấu, nên khi gặp loài vật này, họ sẽ giết hại. Các nhà khoa học hiện đang tích cực tuyên truyền đến các cư dân bản địa nâng cao nhận thức nhằm bảo vệ những con vượn cáo bay cuối cùng còn sót lại trên hành tinh. Bản thân loài vật này đáng yêu và đáng sợ, comment ngay nhé. Sự thật kỳ lạ có thể bạn chưa biết. Có một ngôi làng ở Ấn Độ không giống bất kỳ ngôi làng nào khác trên thế giới, khi mỗi gia đình đều có ít nhất một cặp sinh đôi. Kodini là một ngôi làng ở Kerala, Ấn Độ, với một đặc điểm độc nhất vô nhị. Tỷ lệ các cặp sinh đôi ở đây cao hơn bất kỳ ở đâu khác. Theo thống kê thì mỗi gia đình ở đây đều có ít nhất một cặp sinh đôi. Không ở lứa tuổi này thì ở lứa tuổi khác, dân số ở làng là 2.000 người mà có đến 400 cặp sinh đôi. Tờ báo India Times của Ấn Độ còn gọi ngôi làng này là ngôi làng của những bản photo con người. Nơi này khiến các nhà khoa học rất ngạc nhiên, ngay cả các nhà chức trách cũng mong muốn có thêm các nghiên cứu để giải thích hiện tượng này. Bạn suy nghĩ gì về hiện tượng này? Hãy comment ngay nhé. Câu chuyện kỳ lạ có thể bạn chưa biết. Mới đây, một tờ lặn Mỹ đã đăng tải video về một sinh vật vô cùng kỳ quái khiến mạng xã hội xôn xao. Video cho thấy một nhánh cây giống như loại rong biển bình thường dưới biển. Tuy nhiên, khi một con vật bơi đến gần, những thứ mà chúng ta tưởng là nhánh cây đã ngay lập tức chụp lấy con vật, trói chặt nó trong những xúc tu của mình và ngấu nghiến con vật. Theo các chuyên gia, đây là sao biển Chitophoba. Loài này được tìm thấy ở trong những khu vực nước sâu và lạnh. Thức ăn của sao biển Chitopher thường là những động vật giáp xác hoặc động vật nhuyễn thể. Sinh vật này sử dụng những xúc tu của mình như cánh tay vươn dài, ngụy trang thành cây rong biển để bắt mồi. Trên mỗi xúc tu có rất nhiều loại gai móc khiến cho tất cả những con mồi đi qua đều nhanh chóng bị trói chặt, không thể chạy thoát. Khi đã bị tóm lấy, con mồi sẽ dần được chuyển xuống miệng, một cái lỗ nằm ở giữa sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ thứ gì. Sao Chitopher thường bám vào san hô, bột biển, đá hoặc mở rộng thành một vòng tròn trông như cây rổ để dẫn dụ các loài sinh vật lọt vào. Bạn thấy loài vật này có đáng sợ không? Hãy comment ngay nhé!